Thưa quý vị, Hoàng tử Harry tới thăm khuôn nhịn ngập bực nhất ở thành phố Sao Paulo. Tin từ Brazil, sáng nay, Hoàng tử Harry của nước Anh đã tới thăm một khu vực ở trung tâm Sao Paulo, nơi nổi tiếng vì tình trạng nghiện hút cực cao mà các nhà chức trách vẫn chưa thể giải quyết một trách triệt để. Vùng trung tâm Sao Paulo, thành phố lớn nhất của Brazil và là một đô thị với hơn 11 triệu dân, chính là nơi mà việc nghiện hút đã trở nên quá phổ biến và thường được gọi là Cracolandia. Với nỗ lực nhằm cai nghiện và khôi phục tình trạng nghiện hút ma túy tràn lan, thành phố Sao Paulo đã tổ chức và thiết lập dự án With Open Arms bên trong khu vực nói trên. Hội đồng thành phố đã đầu tư rất lớn vào dự án này và hàng loạt trung tâm điều trị, trong đó bao gồm một cơ sở mới được mở cửa ngay bên cạnh một khu chợ mở, nơi mà ma túy thường được mua bán một cách lén lút. Hoàng tử Harry đã dành cả buổi sáng để quan sát toàn diện về khu vực này cùng với thị trưởng thành phố ông Fernando Haddad. Và hôm thứ Tư vừa qua, Hoàng tử Anh Quốc cũng đã có một ngày bận rộn khi tới thăm các chương trình tiếp cận cộng đồng anh đã dành hết hầu hết thời gian trong ngày để tham gia các hoạt động cùng với người dân nghèo ngoại ô Sao Paulo trước khi tổ chức một sinh nhật của nữ hoàng Elizabeth tại lãnh sự quán Anh. Cũng trong ngày hôm nay, hoàng tử Harry đã lên kế hoạch gặp mặt với em gái của cuộc tay đua công thức một nổi tiếng Aton Senna. Ngoài ra, hoàng tử cũng tham gia một chuyến tham quan tới một viện nghiên cứu được thành lập theo tên của Senna. Hoàng tử Harry hiện đã có mặt ở Brazil, nhân chuyến viếng thăm một tuần ở khu vực Nam Mỹ. Sau khi rời khỏi Brazil, hoàng tử Harry sẽ tiếp tục thay mặt hoàng gia Anh để tới thăm Chile.